nãy nào mà họ lên ăn nhậu là rầu lên hết. Xỉn là xỉn hết cả cặp đó. Xỉn hết cả cặp rồi. Ngoài dọn. Không biết. Chứ, chứ ngoài không cũng phải chờ người lại dọn. À, ngoài quê á là ví dụ là cho nam ăn thôi, là nấu xong rồi chút chiều chờ lại để dọn dẹp. Còn ở đây phải không? Ví dụ nhà anh Năm phải không? Trước nào mình sao? Cá này cá bóng à. Cá bóng. Sợ nghe nè. Phải nhà anh Năm phải không? Hai chồng xỉn hết bỏ đó nào tỉnh dọn. Là cứ chơi hôm nay cái đại ngày mai tính sau á. Rồi. Đủ tỉnh chừng nào dọn. Mà không anh ơi, hai chồng người này nhậu trời ơi, biết nào xỉn mà dọn. Mấy tấn luôn chị? Tấn mấy, 2 tấn. Dữ rồi, ồ nó nhảy kìa. Kéo lên chứ đi. Kéo cao lên, chị nhảy ra ngoài kìa anh. Quay ông nói cho ông lên truyền hình. Ông gì? Lớp mẹ. Ừ, chị bắt được ít nè. Mang dài lại vô đi các bạn. Mang dài luôn đi. Hả chị Năm này không? Kìa em, cả nhiều bắt cái thảo ở đây. Từ đầu nó bay nó nhảy vào đây thôi. Từ động nó lên à. Ừ, nó nhảy lên mình. Ok. Rồi. Được một mẻ cá bao nhiêu nè các bạn? Quá trời. Nhìn là mê luôn. Cá bỏ trong đó luôn đó. Ừ, cái màu bỏ gì? Cái gì anh? Lụa nữa hả? Bà bắt mấy cá bự bỏ lên đi, ta đem về. À, bỏ đây thôi, kéo lên cái bắt cá bự. Cái đó mấy đầu này cái đó kêu lên đem về cho. Cá đánh nữa bà Năm ơi. Cá rồi. Đổ con cá đó. Cái đâu còn hai cái thân luôn mà. Hai cái thân luôn anh. Để đâu? Này dựng cái nó dở cái đổ cái bụi chút. Mấy cá nhỏ nhỏ này kho cũng ngon lắm anh. Mấy cá nhỏ nhỏ ngon á, tại em thành phố em cá gì kho ngon hết á. Còn dưới quê thì họ ăn cá nhiều á. Cá nhỏ nhỏ mình trên thành phố thì mình cũng hay ăn á. Con đẻ ngủ luôn gì đó. Con nhiều gần gần giống Hùng Minh. Ăn hơi kìm gì đúng như đây nè. Dạ. Bên đó Vịnh Hưng, Tân Hưng á anh. Dạ, ở trên đó Tân Hưng, đây Vĩnh Hưng. Dạ. Tết như cá mòi này như 1 ký 2 ngàn. Cái này có 2 ngàn đồng ký. Dạ, tệ dạ. Ăn đi Tết nữa thôi. Ta ngán thịt ngán đồ mà ta cầm cá. Giá nó cao. Mua ở đây thì rẻ mà đem về trên thành phố nó mắc lắm. Dạ. Sao đâu.
tiền bằng những cá thẹn á. Dạ. Dẻo rộng luôn hả vậy? Dẻo này đúng rộng cá này, còn cá mồi đừng thế đi. Đổ chút đi. Mấy con cá đây quanh. Dạ. Bắt anh. Dừng đi. Dừng đi. Trời, con cá nhát gì luôn á. Dính. Đó, con mày dính nó to gì đó. Đó đi gom đi, không lo, lo nhìn cá hoài. Nghĩ ghé nhậu luôn mà. Mấy con rồi quá? Dạ, nhiều lắm anh. Chục con rồi đó anh, nhiều lắm. Con rổ. Đem lên nướng nhậu luôn à. Chơi không? Chơi luôn á. Chơi luôn á. Ghé luôn đi. Mới đủ được mấy anh này ghé luôn nè. Giờ đài khách luôn rồi. Chơi luôn. Chơi luôn. Điện về nghỉ game luôn đi hết giờ. Miền Tây giờ đi làm gặp là kêu là nghỉ đường, nghỉ luôn đi. Không biết cậu em nữa. Vui quá. Mày về đi thì vui lắm. Ừ, hãy gặp nhìn nhau cười quen rồi đó. Nếu em nói ngoài kia họ còn về chừng đó chị. Còn điểm bao nhiêu con sợ chưa đủ ăn nha. Chục con rồi đó anh. Nhiều lắm rồi, đây nè. Còn thấy cái giỏ, cái chốt, cái chạch đúng không? Cái chạch với lợi, cá linh nữa. Cái linh này đồng ăn cái đó lấy chi trời. Anh ơi anh kêu lấy cái linh. Cũng được à. Ăn cá không à? Lấy cá rồi tìm điện nè. Lấy cá rồi tìm điện chịu không? Rồi đưa mấy anh vô trong đó đi, lên làm quần đi. Dạ. Xúc cá nữa, coi cá nữa. Đi lên cũng được. Rồi xong. Hết hả? Để nó đi. Ừ. Trời. Đi đảo đi rồi cái gì. Đậu luôn rồi, thôi đậu đi cho má. Anh hồi nãy anh đứng với em đúng không? Ừ, đúng rồi đó, đúng rồi. Đi nãy giờ về ghé rồi. Rồi, xong rồi anh ha. Xong rồi chị ha. Dạ. Về về nhà là bằng cá là xong á. Này là gần 13 sáng ban này. Dạ. Thôi tụi em đi ghé cái là chút tụi em về rồi. Ghé chơi chứ đi về đi. Dỡ lên cái về về nhà nè. Cái con cá trúc giấy này lại ngon hơn cái con cá trúc sọc. Dạ.
Thịt nó nhiều hả anh? Thịt nó nhiều hơn hả? Thịt nó nhiều hơn nhưng mà nó ngon hơn cá súc kia. Mắc hơn cá súc kia. Mà cá đó ít mà hả? Ít, ít, ít gặp. Em nói thì súc quá trời, mình gặp được vài con. Mắc lắm. Mắc tiền lắm. Sắp hết rồi á. Đừng mình đánh dằn. Còn có lắm to ghê không? Nè, cá chạch nè. Dạ. Mắc lại hơn. Ôi. Con chạch lấu đó mới ngon á. Chạch lấu đó mua mất tiền dư lắm luôn á. Con nó con cha con này con con. Hình như con nào nãy anh giục lên phải không? Không phải. Không phải, con chạch kia là khác, con chạch lấu này. Con cá kia cái chạch đắng. Con chạch lấu này mất tiền dư lắm. Bắt nó ra đi nó nhảy. Để đi hơi về kìa bắt trang luôn. Mình nó giống rắn hả? Thôi nó sống luôn hang đá rồi sò tay vô bắt nó. Cá chạch trắng đó. À, cá chạch trắng. Cá chạch nó mua không có đâu, cá chạch kia họ nuôi nhiều, con chạch này khó lắm. Thôi ăn ăn gì về tặng mặn cho cá ra. Thôi ghé ngồi chơi. Về xong rồi về nè, còn đi đâu bắt cá về ăn trưa rồi con đâu còn đi đâu. Đi rồi. Không quen biết gì hết mà đi ngang gặp là anh mời về nhà ăn cơm. Ừ. Em mừng quá ha. Em vui quá. Bây giờ ăn cái ăn con ăn giờ ăn cá nào bắt về. Con lựa bây giờ cá chạch đó nha, cá chạch với cá dính cái gì nữa. Ngại quá. Trời ơi ghé chơi. Rất là mến khách, giống như em là ở ngoài miền Trung, nhưng mà miền Trung ít khi mà mời khách kiểu này lắm, thân thiết á. Cái gì bình thường đó như dạ, đó. Mến khách rồi. Miền Tây của tôi mình. Miền Tây là chứ anh ca được bà đó bắt cho anh ca luôn. Anh ca được bà đó bắt cho anh ca luôn. Không ca được. Anh ca được bắt cho anh ca luôn. Ăn đi xong rồi bắt đầu anh kéo cái vàng lại cho anh ca luôn. Kéo cho anh ca luôn. Về nhà ăn cá xong rồi chơi ca nữa. Dưới miền Tây là vậy đó, kéo về ca nguyên ngày vậy. Vui ha. Bình đẳng à mà hả lên ăn nhậu là rầu lên hết. Xỉn là xỉn hết cả cặp đó. Xỉn hết cả cặp rồi. Không ai dọn. Không biết. Chứ ngoài không cũng phải chờ người lại dọn. À, ngoài quê á là ví dụ là cho nam ăn thôi, là nấu xong rồi chút chiều chờ lại để dọn dẹp. Còn ở đây phải không? Ví dụ nhà anh Năm phải không? Trước nào mình sao? Cá này cá bóng à. Cá bóng. Sợ nghe nè. Phải nhà anh Năm phải không? Hai chồng xỉn hết bỏ đó nào tỉnh dọn. Là cứ chơi hôm nay cái là ngày mai tính sau á. Phải. Ủa, tỉnh chừng nào dọn. Mà không anh ơi, hai chồng người này nhậu. Cá nhỏ này bán giá thì nó hơi rẻ. Có cá chạch gì hay ăn cá chạch không? Chạch có cá chạch. Dưới cá này Vinh. Kìa, con cá trê đó nghe anh Liều, chừng con cá trê đó nghe anh Liều. Còn cá gì mà dữ lắm, quặn quặn dữ lắm. Cái này con lưới thái đó, ở dưới ấy còn quá ha. Ừ, lưới thái mới được, dưới mạnh mạnh nè, hết trơn dở luôn á. Quả. Khỏe với lỡ mấy cá. Ấy đi, rồi anh gom chỗ này mất vô. Anh lưới mà mình để trong vừa nắng vừa mưa về nó cũng mục hả anh? À, này cái đưa xuống nước đâu mục, lưới cướp này á. Cái này để dưới nước hoài luôn. À, để nước thì không sao nhưng mà để lên trên nó mục à. Dạ. Mà mục. Xong rồi hạ xuống rồi xong mưa hạ để luôn. Dạ. Dạ. Bây giờ cha mình thấy khác rồi, nhiều nơi anh á, nhiều nơi là họ bay lưới xung quanh rồi họ mất công họ xúc. Còn mình bây giờ lưới cái lưới đang khỏe. Vậy ăn cái gì hay về đây bắt về đá ăn nè. Cái chạch với cái vinh với cái gì nữa. Chắc thôi được rồi anh ơi. Ghé chơi xíu về. Không mà chịu không để mà. Phụ lòng ảnh cho má cũng không chịu lấy. Rủ con chơi nhà. Ảnh bao nhiêu tiếng? Dạ em về Sài Gòn chắc phải 3 tiếng. Hai tiếng mấy bạn? 3 tiếng. 3 tiếng hả? 3 tiếng. 3 tiếng mấy bắt cá tra nào? Trời ơi mắc mẹ. Thôi được rồi chị. Để đỡ bán. Để đỡ bán. Kiếm tiền. Có bây giờ ấy nè, bây giờ ấy lên nè, lên chạy đặng coi cá trong trưa này. Bắt mát đi chạy về cũng được cái gì đâu. 3 giờ chạy đặng 6 giờ cho mát. Biết đường rồi mình chạy mấy hồi. Coi như là mình đi du lịch một chuyến luôn. Ký nè, ký cái trê nè, bỏ vô cái bao cái rồi chạy về. Cái trê dài lắm. Vậy em gì đến nó không có trái đâu tính ra. Cái trê cái trê nó dài lắm. Dạ. Đây anh ăn. Được rồi chị. Đây đi ngang mà gặp anh chị là vui lắm rồi. Các anh chị rủ về nhà nữa đây. Ở chừng nó chứ cắn cái gì chết thuốc á nè hơi bắt mấy cái chạch á ăn. Dạ. Giờ là đủ kiểu rồi đó. Không có sợ gì hết. Em đừng có làm gì đụng đụng tay. Không nó bám cứng lắm. Dài đó nó còn
xuyên luôn á. Để nó cái trắng này qua. Cái trắng này nướng với rau sống chấm me. Dạ. Em ơi, anh Kỳ được về nhà cơm chưa? Về nhà cơm trưa vậy? Vợ anh hả? Vợ anh này. Dạ. Nhà cơm trưa vậy? Đi mấy người, ba người hay bốn người? Dạ, đi ba người. Đây. Anh ở đây đi, chú mình kiếm cho anh người đi luôn. Không có gì, chú mình kiếm anh người cho anh nhà đất luôn chị Năm ơi. Có thì cũng chở luôn. Có. Giờ ghé đi mấy làm ai cho không mới nghỉ. Mình nhắm nuôi được không? Nuôi cho chở luôn. Đây này, em ấy giỏi lắm này anh. Giỏi không? Em cam đoan anh là nó giỏi cực kỳ luôn. Nó người miền Trung chịu khó lắm. Không có treo bự đó mất. Ừ. Dạ ăn cái gì về bác về đáng ăn nè. Mà dạ sẵn rồi cho vui. Rồi sẵn quay cho anh phóng sự luôn nha. Rồi dạ. Cơm về. Đây ghế nhà anh dạ. Lát anh thở. À, đừng có phù lòng anh. Ừ đúng rồi. Sáng bữa nè. Chắc đây nè, đây chắc này. Nắng chưa được 150 chục mét. Alo em về đâu rồi? Không mất đâu sợ anh ơi. Ở đây gần quỹ ban mà. Cái này thứ dữ ngồi đây mà dám lấy. Cho xuống tay cả là mừng lắm rồi. Đâu con cả đem về. Ta mà không nhận rồi. Chị không ăn cơm luôn. Thích con nào là bắt con đó về con. Bắt bây giờ ăn cái gì nè. Cá chạch thì bắt cá chạch về nè. Cá chạch đúng không? Vậy cho mấy con cá mì Vinh kho anh là lạc cơm anh. Cái gì không? Không ăn cái chạch phải không? Dạ, cá mì chinh. Vậy lấy khu vực này đi. Dạ, thích cá mì chinh nè. Đây, cái này nè. Vậy, em có lấy của anh đi. Cô bỏ xuống, cô bắt cá bự thôi anh. Bây giờ là chắc về nhà anh ăn cơm luôn. Cấp gì? Rồi. Qua nói xuồng hả? Cá lồng tông với rồi. Em lỗ của em, dụng lỗ của em ra. Hả? Không nhiều hả? Không nhiều. Bây giờ là mấy giờ? 12 giờ. 2 giờ đi. Được á, ghé anh được. Bây giờ 2 giờ chiều hả? Dạ. À không, giờ là 12 giờ chứ. Giờ là 12 giờ. 11 rưỡi á. 11 rưỡi mà. Em ngồi đây quay đi em lấy cho. 3 giờ 4 giờ chạy về được tới 3 tiếng còn mát. Đây là cá mang về nấu đó chị. Qua ăn cá nào bác à? Mà cái chết thôi. Cá bự thôi, cá nhỏ bỏ ra đi. Dạ. Cho anh thích lắm luôn á. Cá nhỏ không ngon chị. Cái này không? Cá linh nè. Được chị. Cá linh bự hả chị hả? Cá linh bự. Cá linh. Em thích ăn con nào thì nói nha. Chị khỏi câu bự. Cá nào em thấy cũng lạ hết. Em thấy cũng ngon hết đó. Mà kho tao nói mày chấm miếng rau là thôi nó ngon kinh khủng lắm. Có rau má hôm qua đó. Rau gì được mà chờ nó bán đầy. Chút mày chạy đi chờ đi. À, lát em đi chợ. Ở nè. Em làm gì? Chợ ngay chỗ đó. Em đi mua rau đồ ít. Rau bán tại bên chợ luôn. Dạ. Tại chỗ đó có chợ á. Đây là trên lô mà. Đang trên đường Đồng Tháp về Sài Gòn thì gặp các anh chị đang thu lưới bắt cá. À, quay clip thì mấy anh chị rủ về nhà làm cá ăn luôn. Nên chạy về nhà anh chị giờ bắt cá, giờ đang làm cá đây. Rồi, cái từ đó. Rồi nhiêu rồi nhiêu. Lấy ra về. Rồi, cục cây đâu cho năm em cục á. Rồi, con cá vậy mà nặng ghê rồi, có cái từ rồi. Làm hết nhiêu luôn á chị? Làm đủ ăn thôi. Dạ, chứ làm nhiều quá dư. Làm hết luôn đi. Ăn hết tính bọc. Ăn hết đó chị. Tính bọc. Bỏ mấy cái vô đựng cho bà con. Bảy đó.